Nằm trên con phố Phùng Hưng, Hà Nội, đều đặn vào thứ năm hàng tuần, nồi cháo nhân đạo của chi hội tán trợ thuộc Hội Chữ Thập Đỏ quận Hoàn Kiếm lại đỏ lửa. Các thành viên của hội luôn tất bật chuẩn bị một nồi cháo thơm ngon, nóng hổi, kịp gửi đến những người lao động nghèo. Mỗi suất cháo như thế này chỉ có giá 2.000 đồng, nhưng phải ngon và đảm bảo an toàn vệ sinh để mang lại bữa ăn tốt nhất cho người dân. Xuất phát từ các cái tinh thần nhân đạo, chúng tôi thì đã tổ chức cái nồi cháo nhân đạo có là từ hàng năm rồi. Khi những người dân họ nhận được suất cháo thì họ sẽ cảm thấy rất là vui vẻ. Nên chúng tôi mới nghĩ ra là sẽ bán mỗi suất cháo là 2.000 đồng để cho mỗi người dân khi họ đến thì họ cảm giác là họ được mua, họ cảm thấy vui vẻ hơn. Và những người làm thiện nguyện chúng tôi cũng cảm giác là họ đóng góp một phần nhỏ bé vào cái suất cháo đó. Với những người lao động nghèo, hàng ngày xa nhà, xa quê hương, kiếm sống và chắt chiu từng đồng, thì những suất cháo này không chỉ giúp họ tiết kiệm mà còn là sự sẻ chia nghĩa tình. Chị Điệp là một trường hợp như thế. Công việc của tôi thì nó cũng vất vả từ Hưng Yên lên ấy. Thì đợt dịch này thì tôi cũng cố gắng để đi lên kiếm đi một ít cho nuôi các cháu. Thì năm hàng tuần hàng cháo thì tôi xin hai hộp cháo. Cháo rất ngon ạ. Trong cái đợt dịch này thì là nghỉ là nhiều, đi chợ thì ít thôi. Đấy mà hôm nay là được mua những cái suất cháo từ thiện 2.000 này là cảm thấy là cũng là được Đảng nhà nước quan tâm. Chương trình nồi cháo nhân đạo của chi hội tán trợ quận Hoàn Kiếm được duy trì từ tháng 12 năm 2021 đến nay. Và mỗi phần cháo chứa đựng trong đó sự yêu thương, chia sẻ của cả cộng đồng.